Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber. Thưa quý vị, trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, nhân vật Prigozhin đang ngày càng nổi bật lên trên truyền thông. Sự nổi tiếng của ông này nằm ở hai khía cạnh. Một là tập đoàn đánh thuê Warner do ông này đứng đầu, đang thể hiện sức chiến đấu tốt nhất trong thế trận của quân Nga. Và hai là những phát biểu chỉ trích liên tục của Prigozhin đối với các tướng lãnh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga như Bộ trưởng Sergei Segu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov. Vậy thì Prigozhin là ai mà có khẩu khí lớn như vậy? Theo hãng tin AP của Mỹ, Prigozhin và Putin đều sinh ra ở thành phố Leningrad mà ngày nay gọi là Saint Petersburg. Trong những năm liên xô sắp tan rã, Prigozhin nói rằng ông ta đã bị đi tù 10 năm nhưng không nói vì sao phải ngồi tù. Tuy nhiên, theo bài báo viết từ năm 2019 của tờ NPA thì Prigozhin đi tù trong những năm 20 tuổi vì tội trộm cắp, lừa đảo và mại dâm. Sau đó Prigozhin có một quầy bán xúc xích, rồi tiếp theo là sở hữu một nhà hàng sang trọng đã gây được sự chú ý của Putin. Năm 2001, Prigozhin đã có bước đột phá lớn khi phục vụ sự kiện Tổng thống Pháp Jacques Chirac sang thăm Nga. Năm 2006, Tổng thống Nga Putin tổ chức bữa tối chiêu đãi Tổng thống George Bush và các lãnh đạo thế giới khác tại Saint Petersburg. Trong bức ảnh chụp sự kiện, có một người đàn ông phục vụ ăn uống đứng phía sau, mặc lễ phục và thắt nơ trắng. Người đó chính là Prigozhin. Prigozhin nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn được xuất bản năm 2011 rằng Vladimir Putin đã nhìn thấy cách tôi xây dựng một doanh nghiệp từ một kiosk. ốt. Ông ấy đã thấy tôi không ngại phục vụ các vị khách sang trọng vì họ là khách của tôi. Việc kinh doanh của Prigozhin đã mở rộng đáng kể khi cung cấp thực phẩm và bữa trưa cho các trường học năm 2010, Putin đã giúp Prigozhin mở nhà máy dựa trên khoản cho vay hào phóng của một ngân hàng nhà nước. Chỉ riêng ở Moscow, công ty con của Prigozhin đã thu được hàng triệu đô la trong các hợp đồng cung cấp bữa ăn cho các trường công lập. Ông cũng cung cấp thực phẩm cho các sự kiện của Điện Kremlin trong nhiều năm và do đó mà có biệt danh là đầu bếp của Putin. Đồng thời, Prigozhin cũng đã cung cấp thực phẩm và các dịch vụ công cho quân đội Nga. Từ vai trò người cung cấp thực phẩm, Prigozhin đã tiến dần vào lĩnh vực chính trị thông qua việc thành lập công ty quân sự tư nhân Warner. Theo các thông tin hiện nay đã biết, thì tập đoàn Warner được thành lập năm 2014 khi xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine. Trước đây, Prigozhin luôn phủ nhận mối liên hệ với tập đoàn Warner, nhưng vào tháng 9 năm ngoái, ông ta đã thừa nhận là người sáng lập tập đoàn Warner trong một tuyên bố trên mạng xã hội được dịch vụ truyền thông của công ty ông ta phát hành. Prigozhin nói rằng khi chiến sự bùng nổ ở đông Ukraine giữa lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn và lực lượng quân sự của Ukraine năm 2014, ông ta đã tìm cách tập hợp một nhóm các chiến binh để đi đến đó và bảo vệ người Nga. Prigozhin cũng nói rằng Warner đã bảo vệ người dân Syria cùng người dân các nước Ả Rập cũng như người dân thiệt thòi ở châu Phi và Mỹ Latin. Điều này gián tiếp xác nhận sự tham gia của lính đánh thuê Warner ở những nơi đó. Khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Prigozhin được cho là đã xuất hiện trong một video đi vào các nhà tù để tuyển mộ tù nhân đi chiến đấu ở Ukraine. Khi được hỏi về những chuyến thăm này, Prigozhin không xác nhận hay phủ nhận trực tiếp. Ông ta cũng nói về việc xây dựng một phòng tuyến Quaner, tức là một hệ thống chiến hào và phòng thủ chống tăng ở Luhan, một trong bốn tỉnh của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 năm 2022 và việc tạo ra các trung tâm huấn luyện dân quân phòng vệ ở các vùng Belgorod và Kursk giáp biên giới với Ukraine. Prigozhin đã phối hợp với một lãnh đạo cứng rắn của Chechnya là Zanran Kadyrov trong việc công khai chỉ trích các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Nga về cách thực hiện chiến tranh. Tờ Newsweek của Mỹ trong bài báo hồi cuối tháng 12 năm 2022 đã trích dẫn báo cáo do Viện Trung Đông nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là mục tiêu chủ yếu của Prigozhin vì năm 2014 ông Segu đã cách chức một thứ trưởng quốc phòng, người thường cung cấp cho Prigozhin các hợp đồng quốc phòng béo bở. Trong những tháng gần đây, Prigozhin đã nhiều lần chỉ trích các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga rằng đã không cung cấp đủ đạn dược cho quân của ông ta và do đó khiến cho lực lượng của ông ta mất sức chiến đấu, phải chịu tổn thất. Prigozhin nói rằng tình trạng thiếu đạn dược này là do những người ăn sáng trưa và tối trên những chiếc đĩa bằng vàng đây là một ám chỉ nhằm vào các lãnh đạo quân sự ở cấp cao nhất. Trước khi chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra, Prigozhin cũng đã thu hút sự chú ý vì năm 2018, ông này nằm trong số những người Nga bị Mỹ cáo buộc có liên quan đến việc can thiệp vào bầu cử ở Mỹ năm 2016. Sau đó, Prigozhin đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt. Sau cáo buộc này, hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn lời Prigozhin nói với giọng mỉa mai châm biếm rõ ràng rằng Người Mỹ là những người rất dễ bị ảnh hưởng. Họ thấy những gì họ muốn thấy. Tôi đã đối đãi với họ với sự tôn trọng cao. Tôi không buồn chút nào khi ở trong danh sách này. Nếu họ muốn thấy ma quỷ, hãy để họ thấy. Prigozhin đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào đến can thiệp bầu cử ở Mỹ cho đến trước thời điểm bầu cử giữa kỳ. Dịch vụ truyền thông của một trong các công ty của Prigozhin đã đăng lên mạng xã hội câu trả lời của ông trước câu hỏi từ một tờ báo Nga về các cáo buộc can thiệp bầu cử đó. Câu trả lời của Priochin là Thưa quý ông, chúng tôi đã can thiệp, đang can thiệp và sẽ can thiệp. Cẩn thận, chính xác, mổ xẻ và trong những cách của chúng tôi. Và chúng tôi biết làm thế nào. Dù có châm biếm hay không, thì bình luận của Priochin đã thu hút sự chú ý rộng rãi của phương Tây. Nó cũng làm dấy lên những đồn đoán đã có từ lâu rằng ông ta đang theo đuổi một vai trò lớn hơn trong chính trường nước Nga. Prigozhin nói thông qua dịch vụ truyền thông của mình rằng ông ta không có kế hoạch chính thức hóa trạng thái chính trị của mình trong bất kỳ cách nào. Và nếu tôi được trao điều đó, tôi nghĩ tôi sẽ từ chối. Một số báo cáo truyền thông đã gợi ý rằng ảnh hưởng của Prigozhin đối với Putin đang tăng lên và ông ta đang ở phía sau một vị trí chính trị nổi trội nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng không nên đánh giá quá cao ý nghĩa chính trị của Prigozhin. Mark Kaleti, chuyên gia về các vấn đề an ninh Nga của University College tại London nói: "Prigozhin không phải một trong những nhân vật thân cận hay bạn bè thân thiết của Putin. Ông ta chỉ làm những gì điện Kremlin muốn và làm rất tốt cho bản thân trong quá trình này. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa rằng ông ta là một phần trong bộ phận phục vụ chứ không phải là một phần của gia đình." Các nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng của Prigozhin đã tăng lên nhưng vẫn khá hạn chế. Tatiana Stanovaya, người sáng lập tổ chức nghiên cứu độc lập có tên R Politics, trong bài đăng gần đây trên mạng xã hội Telegram đã nói rằng Prigozhin đã gây ảnh hưởng theo cách riêng. Dù Prigozhin phủ nhận nó, Stanovaya nói, ông ta đã thường xuyên gặp Putin, đặc biệt là gần đây. Bà này nói thêm rằng Prigozhin có quan hệ gần gũi với một số cơ quan an ninh và với một vài chức năng của mình, ông ta thậm chí có thể được coi là người phục vụ đặc biệt của cá nhân Putin. Tuy nhiên, Stanovaya lưu ý rằng ảnh hưởng của Prigozhin thực tế đã bị phóng đại ở phương Tây, nhưng thực ra nó chỉ giới hạn ở một khoảng hẹp và riêng biệt. Thưa quý vị, trên đây là một vài thông tin về nhân vật Prigozhin. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.